Chào các bạn nha, lại là mình đây, Vĩ đây. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái phụ kiện không thể thiếu cho các hồ mà coi chuyên về dòng Nhật. Đó là room heater. Đây, thì hiện tại mình đang cho các bạn hành cái room mới vừa lắp đây. Thì nó có 3 ống nha các bạn. Hai ống ở đây là hai ống hút đáy và một ống hút mặt. Còn cái nước đang chảy ra ngay chỗ ống đó là ống xả phân nha các bạn. Sau khi lượt ra cái nước cho nó sạch thì phân là kiểu bấm thì mình sẽ bấm xịt cái công tắc của motor, bấm lên phát là máy bơm nó chạy và nó sủi ra hết những cái phân mà bám ở trên cái thành của cái lưới lọc á. Nó lọc phân ra, lọc phân ở nước hồ ra, làm cho nước hồ nó sạch hơn đó. Các bạn quan sát xem qua một vòng nha. Ở đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái hộp điều khiển. Cái hộp điều khiển là mình để hộp cái máy oxy Atman. Bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp điều khiển này ra để cho các bạn thấy cái bên trong nó có cái thiết bị sau đây. Đây, mình mở ra đây. Đây, bên trong cái hộp điều khiển này thì hầu như là các đường nối dây điện và công tơ để vận hành con room kia cho chạy cho nó ổn. Thì phần lớn là các khách hàng mua hàng của mình thì không cần quan tâm lắm cái câu chuyện hôm nay đâu. Nếu có vấn đề về hoạt động của room thì cứ alo qua cho bên mình sẽ tới tận nơi fix lại, sửa chữa lại hoặc bảo hành theo đúng cái con room mà các bạn mua bên mình. Nên các bạn cứ yên tâm nhé. Đó. Thì sau khi mà ấn đó, đây nút xanh đây, ấn cái nút xanh thì các bạn sẽ vệ sinh cái hồ hoặc là các bạn sẽ cài đặt theo thời gian hoặc 30 phút. Hoặc là một tiếng đó, tùy vào cái thời gian các bạn muốn vệ sinh cho nó sạch cái hồ của mình, sạch cái room của mình đây. Đó. Ngay chỗ đây là có hai cái ống thông ngăn qua từ cái room qua bên chỗ có hồ tiếp theo nha các bạn. Đó, cái hồ tiếp theo bên kia là canet và xi măng mà ngăn lại. Hầu như mà nếu lọc room á, thì phần lớn là sau khi lọc room xong xuôi á, thì cái nguyên liệu vật liệu lọc để mà áp dụng tiếp tục theo thì nó sẽ giảm xuống đỡ hơn cho các bạn. Ở một số anh chị thì có thể chơi thêm là hạt canet nè, viobon nè, viochip, thì tùy vào cái sở thích của các anh chị nha. Ở trên cái máy room này thì có một cái miếng kính là để đậy lại khi mà bạn ấn nút vệ sinh đó thì nó không bị văng cái nước từ trong cái room ra ngoài, tung tưới ra ngoài. Đó, mình sẽ đậy lại như thế. Đúng rồi. Rồi xong xuôi là nó sẽ vận hành ra. Còn này là con máy bơm các bạn. Con máy bơm để cho bơm xịt nước, vệ sinh hồ, vệ sinh cái máy room đó. Đây, đây là cái ngăn canet và Zimax. Thường thì một số anh chị lại chơi thêm một ngăn xuống hoa mai, hoặc là bio chip hoặc là bio bond, đó là tùy vào sở thích của các anh chị nha. Còn ngăn bên kia thì ngăn cuối cùng thì mình vẫn để cái bóng đèn UV á, cho nó khử khuẩn. Còn ở đây là hiện trạng của cái hồ đang vận động, đang cho vận hành chạy á, thì đang nước cũng đang xử lý thành rất là trong. Các em cá thì em nào cũng khỏe hết, bơi lội tung tăng. Đó, các bạn cứ xem mặt kính là các bạn nhìn nước là biết độ trong của cái mức nước xử lý là như thế nào đó. Ở trên đây thì mình mới đánh thuốc thành có nó hơi có bọt nha các bạn. Vâng, sau đây thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một cái mẫu hồ có lắp room 80 khối. Hồ này được thiết kế theo phong cách hiện đại, sàn thì được ốp sàn gỗ và bên đá thì các viền xung quanh hồ là ốp thành đá các bạn, đá kim sa đó các bạn, mặt đá kim sa. Đây, anh chủ nhà đang cho đậy lại cái nắp hồ. Ở trên trại cỏ nhân tạo ở chỗ mấy cái nắp gỗ nha các bạn. Hồ được thiết kế và đặt co theo phương án là hồ hiện đại. Nước hồ rất là trong. Đây thì mình show cho bạn, các bạn coi hình cảnh quan của cái hồ này. Hồ này thì dung tích room thì 80 khối,
xử lý rất là tốt, thành ra là hồ rất là trong, nước nhìn các bạn nhìn coi, nước trong và cực kỳ bắt mắt. Hồ sâu lắm các bạn, hồ sâu hơn 1,5 m còn hơn 6 đó. Cá thì hầu như là size cũng khá là lớn, từ 80 cho tới 100. Nếu các bạn có nhu cầu nào mà lắp về hệ thống lọc thô hoặc lọc rum thì các bạn liên hệ với mình qua số hotline bên dưới của video phần mô tả, thì mình sẽ qua mình đo đạc, mình tư vấn cụ thể về cái quá trình thi công vẽ 3D và cũng như là báo giá hợp lý nhất để cho các bạn có một cái hồ sao cho vừa ý nhất đối với các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hãy nhấn subscribe để nhận thêm nhiều video mới của anh mình các bạn nhé. Cảm ơn và xin chào tạm biệt.